Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Đơn Minh. Thì trong video này mình sẽ làm cái video về làm về xe taxi trong 18 năm, mình là tập thứ 2 làm về xe taxi Mai Linh. Thì cái này lúc trước mình đã làm lâu lắm rồi. Nói chung hôm nay thì cũng không có gì làm cho nên thôi lo lại mấy cái này làm cho nó vui. Đây taxi Mai Linh. Thì mình làm theo con này giống như con ở ngoài là cho nó giống 7 chỗ ha. Đó, taxi Mai Linh biển số 251A270.15. Đây. Đó. Ok. Đó, biển số số điện thoại là 064 3838 3838. Rồi. Giá cước nè. Ok, bây giờ chúng ta đi thôi. Thì cái series mà làm cảnh sát 18 năm thì mình hôm trước mình cũng có nói rồi là nếu mà mình làm nhiều quá thì nó sẽ loạn, nó mất cái hay, cho nên là mình hôm qua mình làm hai video. Một cái video đang làm bị lỗi, một cái video buồn, cho nên là hôm nay mình sẽ không làm video nữa. Cái bây giờ chúng ta chạy xuống dưới đón khách ha. Nghe tiếng đã. Cái này chơi bằng chuột được luôn đó các bạn. Nè, chơi bằng chuột nè. Đó. Ơ, chuột ơi, từ từ bình tĩnh. Chân chuột nó nhạy. Đó. Để mình tấp vô lệ cái nào. Chị gái hả? Gì đâu người giống nhôm vậy bà. Giống nhôm thấy ớn trời ơi. Ớn. Này là bà già chứ không phải chị gái. Ở lộn, chị già. Ớn luôn. Nói như gà. Không, lái lá lụa. Hi, đường lên đèo sao mà nó dắt đi vòng vòng quá ta. Ôi, đường này nhanh hơn chứ, đường này quẹo ở đường nào được. Ý, xe đẹp. Đi đường này thì nó lên dốc cao, của cái đường kia thì nó quẹo một cái khúc cua. Xin nhanh, nó đang chớp, các bạn thấy không? Thấy cái đèn chớp không? Chớp. Ồ, xuống dốc. Mình là lái lụa mà. Ở dưới này. Rồi ok, ba chị già nha. Ú trời ơi, nhà cờ trời đại gia. Con vàng, con trắng vậy á. Ê! Nó đụng mà. Con quỷ vàng này đứng lại. Quỷ cái chết đầu mày. Quỷ vàng đứng lại mày. Con quỷ vàng. Nói mày á, đứng lại mày. Nói chuyện mày. Xuống xe nói chuyện mày. Chơi nhau vậy luôn hả? Nó cũng sướng. Thôi bỏ đi, xe nó xe xịn hơn. Bỏ đi. Công lộn xộn mà công nó đòi tiền nó mệt lắm. Con quỷ này nguy hiểm lắm. Để mình nói là ship cái đã nãy quên xuống xe cái nhưng mà cái đường dẫn á, cho nên là nó bùm. Rồi ok. Ở phía dưới hả? Từ nha mấy thằng quỷ bọn mày. Ê, con này đẹp. Ơ, xe đẹp. Trời ơi, xe. Quá tao chạy xe rồi chết rồi với tao đi mày. Cái chừng tao á. Có ngày mất xe á. Ê, quỷ cái chạy ngu. Trên đời sao nhiều thằng ngu quá ta.
Bởi vì nói nhà nước cho học lại giấy phép lái xe mới được. Bọn này nó không được rồi. Dòng dưới kia sông rước lên luôn. Sao sao nó xa quá vậy? Ơi siêu xe kìa, siêu xe, trời ơi, nhà nó giàu hai con siêu xe luôn. Khi nào mình được như nó ta? Ôi giờ giàu mà khu đi xe khu giờ giàu mà. Ok đây. Rồi ai đi đây, chị gái hay là hai hai cái cặp này đây? Ai vậy? Con quỷ nào đi lẹ đi, mày đứng mày nhìn, trời ơi, tao quýnh mày bây giờ mày gọi taxi cho đã mày nhìn mày. Ê mày. À đù. Đù. Con quỷ già này. Mày lên mày, trời. Dạ, không có gì chị ơi, dạ không có gì, dạ, không có gì hết, dạ. Nhìn cái mặt nó ghê quá. Ngồi mà lơ mơ nó ngồi chọc chọc nó cầm dây nó xiết cổ chết thấy bà luôn á. Thôi thôi đừng đụng vô mấy cái thành phần này, thành phần này chắc mới chơi lá đu đủ xong mà nhìn nhìn tóc bơ phờ vẻ mặt bất cần đời chạy lẹ lẹ mới được. Ngồi cho con quỷ này xuống thôi, nó ngồi trên xe mà tự nhiên nó ê lá đu đủ cái nó hốt mình luôn là xong luôn á, xong đời trai luôn á, đời trai có như đó mà nó hốt cái là xong luôn á. Tội em lắm chị ơi, đừng đừng có chơi em chị ơi. Chị già rồi chị đừng có chơi nữa, tốn sức lắm. Để sức hút lá đu đủ nữa đi chị, đừng đừng có chơi em nha. Đây. Cái thằng quỷ ngu này. Ôi ơi, chưa bởi đèn, chạy xe chạy cái đít rồi. Xước đít rồi. Tát đít, lỡ đít rồi. Chạy chạy sao hồi đụng con quỷ già này nó sốc nó khùng lên cái chết luôn à. Gừng càng già càng cay à, không biết nó làm sao đâu rồi, nó lệnh dở trứng nó lên cơn cái là xong luôn á, té đái luôn á, mất đời trai luôn á. Ơi 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 chị gì không có gì chị được chị, nó mới chửi mình được. Nó chửi trời ơi banh vậy. Dạ, không có gì chị, chị ngồi im đi chị, em chở chị cho chị hóp nó bà cái đầu xe rồi. Giờ cái gì cái gì có cái gì vậy, quá là phát rồi. Ok mời chị xuống xe, chị không cần trả tiền chị ơi, chị đi đi xuống luôn. Rồi xuống giùm em, kì kì xuống, trong có hai người đang đợi hút lá đu đủ tiếp. Rồi rồi nó không có trả tiền mà trả tiền chi, trả ít tôi giết bà luôn, tốn tiền hồi xuống xe nữa, chợ quý già rung rung ngấn cái bà luôn. Ủa khách hàng ở đâu đây à? Ở đâu đây? Chạy ở đây luôn hả anh trai? Rồi ok luôn. Đi ra cổng gọi taxi cũng làm biến ra cổng đó. Tôi quay đầu cái coi. Còn quỷ nó gọi taxi á. Rồi thằng quỷ nó gọi taxi. À đu. Tao tưởng đâu chị gái mặc váy xinh xinh kia chứ ai ngờ thằng quỷ đầu chọc này, cái lột đầu hói này, nó chọc chứ không hói. Quên, nó đâu có tóc đâu mà đó. Trời ơi, nhìn nhìn không? Đẹp trai quá nhìn hoài. Nhìn tiếp đi. Cái này con gái hay gì đây à? Thôi nhìn mặt đâu phải con gái là bỏ đi. Cái mặt thì ớn mà phải con gái đâu. Đúng không, đúng không, đúng không, đúng không, nhìn cái chơi coi. Nhìn cái chơi, trời ơi. Chỉ đàn ông mới mà phúc cho nhau thôi mà nhìn nhau chơi. Vì người con trai ngồi phía sau mình sẵn sàng hy sinh chạy hết mát tốc lực luôn để đưa nó đến nơi. Tai nạn gì bệnh viện không tới ai không biết đâu nha anh, đừng có đòi tiền bệnh viện nha.
Em đang chạy rất là an toàn. Ơ vậy quá, phát quá, phát quá, phát trời ơi, đang xử lý hay rồi nó giật một cái lên trời luôn, lên thiên đàng luôn. Sao hai xe nó không bị chạy hả? À không, bởi bà bóng đèn rồi, chạy gì nữa. Ủa sao xa quá vậy? Ôi xa quá trời luôn. Nó hơi giật giật, mấy bạn thông cảm giùm mình nha, tại chưa giờ máy livestream tùm lum hết trơn, bây giờ nó thích là nó giật thôi. Ủa đi đúng đường ta, như đúng đường. Đúng rồi, đường này đúng rồi, đúng rồi, mình đi đúng đường rồi, mình hay quá mà. Đúng luật luôn. Trong ở đây đúng không? Cái này là khu chung cư Under Offer W W W Condo LG Terran. Bỏ đi. Đọc mất công họ bị ném đá chết. Ồ nó giật game kìa, trời ơi. Yo. Nó giật chưa? Ê, cái gì, cái gì? Xe trả tiền. Ý, bỏ đi. Mình là người dưới lương thiện chạy taxi mà. Quỹ taxi thì chạy không lại xe cảnh sát đâu mà cướp mất công nó dí vô tù nữa, mệt lắm. Ở nhà còn có bà chị đứng chờ. Rồi thằng quỷ nào? Ủa anh trai đó hả? À đúng rồi, biết đi lý do tại sao mà anh không đứng ngoài nắng rồi. Lên ngồi ngồi ghế đầu nè anh, ngồi ngồi ghế đầu luôn, ngồi ghế đầu luôn, ngồi ngồi ghế đầu luôn. Kêu ngồi ghế đầu nhìn dễ nhìn mặt nhau đồ. Đừ. Sao quá? Thôi. Mình đi nói chuyện kiểu. Ê taxi, taxi, taxi. Đồng nghiệp chứ, đồng nghiệp, đồng nghiệp, đồng nghiệp. Đồng nghiệp nè, sợ chưa? Ở xe taxi hôm nay nhiều quá ta. Ôi, hai ba chiếc luôn. Ôi, đồ sao nó bị gì nó tối tối vậy? Có taxi nữa kìa. Ủa, hôm nay mình nhớ mấy ông kia xin nghỉ nhiều lắm mà. Lợi dụng ông xin nghỉ mình đi làm, ai ngờ đông quá trời đông luôn. Ơi thằng quỷ, thằng quỷ. Ơi ơi ơi, thấy nó chạy ngu rồi, thấy nó chạy ngu không? Thấy mình chạy mà nó không biết né ra nữa. Đường dốc sao nó cao quá, cái dốc nó cao quá trời luôn. Có trúng đâu mà too slow. Rồi ok tới nơi rồi. Ủa nhà chị đâu vậy? Ủa lộn, nhà anh trai. Vô đây luôn hả? Mới có ý đồ gì không mà nha. Có vụ mà đưa đón tận nhà là ý đồ rồi đó. Rồi tưởng đâu rủ vô nhà uống nước đồ chứ. Bị sứ à, 50 đô, 20 đô tiền bo, 40% là tiền bo. Cũng được. Thì có nhiều bạn nói mình là tại sao không có làm xe ôm, thì lúc trước mình cũng đã nói rồi là cái xe ôm nó không có nhiệm vụ mấy bạn ơi. Có được mấy cái kênh người ta biết biết cách code ra cái bản mod này á, người ta có code được một cái nhiệm vụ dành xe ôm á thì không có xe cho nên mình không có. Còn muốn chở xe ôm á thì phải chở cái bọn nhiệm vụ ngẫu nhiên. Nhiệm vụ ngẫu nhiên nó thì 3 4 điểm gì đó, hên xui nó có hay không nữa. Cho nên là cái đó nói chung là cũng rất là khó. Hardcore Comic Store. Ê cửa hàng truyện tranh nè. Hai anh chị luôn hả? Trời ơi đẹp đôi quá. Anh trai đừng lên xe, em xem hết chỗ rồi cho em lên chị gái thôi. Được phát. Được phát. Em đang nhìn tivi phẳng đúng không ta? Hình như tivi màn hình phẳng. Đây lên xe còn đừng đi đường khùng nữa. Thôi ớn bỏ đi. Mấy đứa này về mất công nó lên cơn giết chết rồi. Em thật là khâm phục anh trai. Xin sư phụ xin đệ tử nhận nhận một lại của đệ tử. Quỷ điên điên khùng.
Nhìn mặt thấy ghê không? Đại diện màn hình phẳng nữa. Trời ơi, không phục anh trai. Thương, tiếc thay cho số phận của các anh trai ngồi trên xe này. Thời buổi nào rồi mà còn tivi màn hình phẳng là sao? Giờ tao phải chơi tivi màn hình... Ơi, hang mày đụng xe mày. Trời, đụng xe. Đang chạy nó chạy lùi ra mấy thằng quỷ chạy ngu này. Thời buổi nào rồi mà còn chơi tivi màn hình phẳng nữa là sao? Điện máy chợ lớn. Ở đó chữ mình idiot mà. Idiot chứ. Trên đường nha, đang chở đang chở ông ực ý yếm. Nó ra mấy công nó giết. Rồi ok, cảm ơn anh chị. Rồi, thấy chưa, nói rồi mà con này nó khùng khùng điên mà. Nó bước ra mà cho xe đụng cái chơi vậy đó. Ôi trời. Nói rồi mày ăn ở sao đi điên khùng, tao thấy tao sợ không? Đụng cái là đứng lên, đụng cái nhẹ cho té xuống cái đó. Ờ hai đứa ôm nhau đi. Ồ hai đứa mày. Ủa nó phát. Phát. Đù. Đù. Thanh niên phủ vậy? Ờ đúng rồi, con nhỏ nó cũng phủ đúng rồi. Con nhỏ đó thì phủ đúng rồi, không sai được đâu. Tình hình là bây giờ chọn khách hay là chọn xăng? Thôi mình chọn khách. Thanh niên phủ quá mà, bởi vậy. Ấy lộn không, do chị gái, do nhan sắc có hạn của chị gái cho nên là thanh niên bắt buộc phải phủ. Ăn ở sao vừa bước cửa xuống xe quất kia đùng, xe đụng. Tại vậy rồi thằng quỷ dưới nó còn nhích thêm cái nữa, cho đụng thêm cái nữa, ngã chơi cái nữa. Vui không? Ê, chạy đàng hoàng xíu mày. Khoai khoai khoai. Ôi tự nhiên bóp càng nó chạy nhanh quá ta. Chạy vượt qua thằng kia luôn. Như kiểu là tiếp thêm động lực á. Động lực là mình sẽ mua một con xe như vậy. Mà đời không như mơ cho nên là đi con này thôi. Ok. Hai anh chị luôn hả? Cái này người ta gọi là cháu già mà ham gặm cỏ non nè. Đúng luôn cái kiểu này nè. Cháu già mà ham gặm cỏ non nè. Đúng không? Lên lẹ rồi. Bánh bà nó đèn rồi. Lên rồi, ok. Trời ơi đẹp gái. Quỷ già này. Già mà phải đặt sung. Sung. Kéo vào đổ xăng, hết xăng rồi. Từ ghé vào đổ xăng giống anh ơi, em hết xăng rồi. Em hết xăng rồi. Mình nhìn là trời ơi, để em dắt hai anh chị đi vòng vòng dạo phố. Phố buổi tối vui lắm anh chị ơi. Wow. Tới đường. Rồi nó biết rồi, mới nhắc hoài tao nói, ơi cái gì vậy? Cái gì nó làm gì á? Ơi vậy từ từ tao biết nó hết xăng rồi. Nó nghẹt xăng rồi bạn ơi, nó nhịp combo rồi. Biết rồi mà, biết rồi. Đừng có bắn nó coi, đụng xe vậy chứ. Đó. Rồi tới đây quẹo. À, anh chị nắm tay coi, ngồi đợi xíu đi, em đi đổ xăng, hết xăng bà đó rồi. Từ cho cái xe nó chạy nó tự dừng rồi mấy bạn. Mình bấm nút thắng là nó phải vậy đâu, chém cái đèn này nữa nè. Đó, nút thắng là bấm này, còn mình chạy mình không bấm nữa mà nó bụp bụp bụp. Nó đó. Mẹ bà thằng quỷ đổ xăng nó pha xăng pha nhớt vô. Chạy trời ơi. Hết nổi luôn. Trời ơi chạy không nổi luôn, chạy nó dừng. Đừng mà, sắp tới đổ xăng rồi. Tao bắn tao giết mình chết đó, tao cho mình nổ luôn á, tao cho hai đứa kia chết luôn á. Giờ mày sao? Bây giờ mày nghe lời xíu đi mà. Đi mà, tao biết mày ngoan mà, nghe lời đi. Nghe
Lần đầu thấy con xe quỷ mà chạy hết xăng mà nó vậy, chứ mấy con kia chạy bình thường mà ta. Quỷ này banh xe nó bị cái gì rồi? Quỷ nó chạy trước á, nó phá xe xong tới giờ tới mình cái nó giao xe đưa xe của bắp không biết chạy kịp nữa đây. Thôi mà đừng đừng nữa, đừng, tao đang chở khách mà, hết bà nó thời gian rồi kìa. Bà nội cha nó, bà nội cha với taxi này hai chị gái ha. Ừ bà nội cha nó thì cho em xin số điện thoại chị ơi. Đây nè, số điện thoại em là chị đọc số để em bấm em luôn cho. À đâu rồi, à, đây đây, gọi chị đọc số đi, chị đọc số để em luôn cho. Cái nào nó số nào thấy không, cả bứng rồi nó. Rồi xong hết xăng luôn. Nói như mà cho tao chạy đi, mà cho tao chạy một đường thẳng luôn đi là nãy giờ xong rồi. Hết xăng luôn, hết giá đèn nổi luôn. Ủa xăng, không liên xăng đâu có liên quan gì tới bình đâu ta. Hết đèn luôn. Giờ sao ta? Bây giờ làm sao ta? Hết xăng rồi làm sao ta? À như, ủa đâu hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Quấy 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 cho xin miếng xăng. Này có xe xuống rồi cho xin miếng xăng. Ừ, từ anh chị ngồi trong đó đi, anh chị ngồi trong đó đi, để em xe gì đây. Ui từ 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 đứng lại lại lại, em khẩn cấp khẩn cấp khẩn cấp. Chị cho em mượn xăng, em mua xăng đó chị ơi. Dạ dạ em đi mua xăng em trả liền. Dạ. Ồ chị này giống bà chị mình đúng không? Em mượn xe xíu em đi mua xăng. Hai anh chị để đó nha, để em đi mua xăng cái rồi rồi. Nghe nói con xe này nó yếu lắm mà em không biết sao nữa, em chạy thử. Ui trời ơi. Ê ê ê ê. Không bị hết, chỗ cũ chỗ cũ. Để đi mua xăng cái mấy anh chị, để em xíu. Ok, có bình xăng. Lấy bình xăng. Bình xăng, lấy bình xăng, lấy bình xăng, lấy bình xăng. Lấy bình xăng, bất phát, lấy bình xăng đi. Lấy bình xăng, tao. Đạp chạm xăng này bây giờ. Đưa tao bình xăng mày. Nó quỷ cửa hàng, quỷ quản lý cửa hàng đâu rồi. Thằng nào quản lý đây? Dạ, em chào sếp. Mua đồ. Ok, không có gì anh ơi. Dạ em vô em mua đồ chứ em không có làm gì đâu. Dạ. Cái cửa nhìn nó hơi méo ta. Cửa nhìn cái cửa. Biết ngay mà biết là cái thằng nó xây nó ngu mà bởi vậy. Anh mốt anh chửi mấy cái thằng xây nhà anh. Cái bà nó đi. Xe mà có xe nào ngon chưa. Thôi lấy con này cũng được. Con này cũng tạm tạm so với cái con Mai Linh. Con này là Rolls Royce nè, tiền tỷ luôn á. Đó. Ơ, con này xịn hơn, con này xịn hơn, con này xịn hơn. Từ từ, anh trai, từ từ. Đời em số nhỏ quá, đâu để kiếm mình đi xuống đường này đúng không? Không bao giờ kể nó, để bây giờ mình đi đường bên này đi để mình kiếm con xe nào mà nó hiền hiền chút xíu, nó như con này chẳng hạn. Anh ơi xem chết máy rồi anh ơi, xe à, lộn chị ơi. Chị xem giùm xe em nó bị chết máy rồi, cho em mượn em xem sao xem xe chị có chết máy không nha. Nó chửi mình luôn rồi. Cho em mượn xíu thôi em trả. Đó không xe xịn không trời ơi. Ơi.
make no fucking sense. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Ấy bà cái bóng đèn rồi. Thôi bây giờ đi để cái gì nữa vậy? Sao mà để mình đi tới đây đổ xe. Đúng xe xịn nó chạy mà mình không nghe tiếng nào luôn. Ngoài tiếng động cơ ra không nghe tiếng nào hết trơn. Có trái anh, có trái anh. Dạ anh ơi xem chết máy rồi. Này mà nó có súng chắc nó xuống nó gõ đầu chết luôn á. Công nhận một bóng vẫn sáng như thường. Và Big Bullet Super. Số xe là nâng cấp nè. Càng như thường, đèn xeon. À quên nữa, neon nữa. Biển số nè. Đây là biển số xanh nè mấy bạn. Số xanh nè. Mình dân chơi mình dân biển số xanh vô xe nhà nước đồ. Màu màu mã vàng liền. Ủa phải không ta? Có cái này nhìn nó đẹp hơn rồi, ok. Gầm thấp xuống hết cỡ luôn. Turbo. Bánh xe con này. Cái mâm nhìn nó đẹp quá ta. Bỏ lấy mâm này đẹp hơn. Thôi cửa kính trắng cho người ta biết mình là đại gia. Đại gia chôm xe đồ. Biển số xanh các bạn thấy không? Tắt đèn nó thui luôn, nó không có đèn chiếu vô biển số luôn. Cái mỗi cái bô nó sáng sáng. Sáng sáng thấy rõ luôn đó. Giờ là ơi chuẩn bị đó, này là gọi là tập drift. Ê, cái gì cái chấm gì đó, có vụ gì đó anh ơi, này chỗ này gì mà đẹp quá vậy, sao đó có vụ gì đó, vụ gì mà có chấm chấm ở đây nữa. Ủa sao đó chị gái? Hey, what's up? Everything is up. I'm actually alive and I have seen the answers, friend. Yeah. What? I'm a normative positive and you can be the same. Listen, I know it sounds crazy, but you don't have to be a standard depressive. You can be an outstanding positive. Tới gặp con khùng nói làm gì trời? Man, you sound kind of like khùng. It's easy to mock the part of you as thinking. Kind of khùng. Tự nhiên tới con quỷ này, cái này cũng chỗ tòa án hả? Well, maybe I'm living in ignorance, but it's a beautiful ignorance. Dễ thương quá trời. And I suggest you try it. Số điện thoại chị ơi, số điện thoại em nè chị ơi. Số điện thoại nè lấy không? Sao đó, cuối cùng là lại gặp chị thôi hả? Còn gì không? Time to utilize your very own completeness. Don't let the reality pass you by. Life is not a game. Nhưng mà tao đang chơi game mà. Don't be a normal cynic. This is your chance. Hear what I am saying. Đâu nghe đâu, mà tiếng Anh đâu, tao hiểu tiếng Việt mà.
Còn gì nữa không? À. Còn gì nữa không chị? Dạ còn gì nữa không? Gì? Còn gì nữa không chị ơi? Còn em đi nha. Dạ. Đẹp mặt khùng. Tới nói cái bộ không biết hiểu chuyện gì đẹp mặt khùng. Quý khùng. Khùng. Nè thấy xe đẹp không đây nè. Đây nè, thấy đẹp không đó. Đó, sáng mắt nó chưa khùng. Buồn quá, đẹp mà khùng công nhận. Bởi vậy bây giờ con gái nó đẹp nó hiếm rồi mà nó còn khùng nữa, không biết sao luôn á. Rồi, ok thì video mình đến đây là hết. Thì chung là theo mình thấy thì nó cũng không có được hay cho lắm như những cái video trước. Thôi thì các bạn xem đỡ vậy. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video này và cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình. Thì nhớ like, share và subscribe cho kênh mình và đăng ký kênh mình. Và đăng ký kênh mình luôn nha. Và đừng quên comment phía dưới ý kiến các bạn như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ dừng video tại đây và chào các bạn. Còn cái series làm quan sát thì mình sẽ làm từ từ, chứ nếu mà làm nhanh quá thì nó sẽ không mất hay, cho nên các bạn thông cảm đợi mình nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn.